Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chế nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp gập bánh 20 inch của hãng Mili, một cái hãng mà sản xuất xe ô tô rất là có tiếng, đẳng cấp trên thế giới. Thì hôm nay em về một chiếc của cái thương hiệu Mili Cooper này, bánh 20 inch xe đạp gập. Thì đây là một cái chiếc xe mà dành cho những người những bác mà muốn đi du lịch bằng ô tô, hay là những bác ở chung cư muốn sử dụng một chiếc xe đạp để thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, mà cái diện tích nó nhỏ, không có chỗ để xe, thì một chiếc xe đạp gập là một cái giải pháp rất là tốt cho các bác mua để đạp thể dục. Rất nhiều những cái cơ chế gập ở trên chiếc xe, từ cổ này, từ khung gập vào rất là gọn, các bác để lên xe ô tô cũng được. Thương hiệu Mili, thương hiệu này thì chắc chắn là rất là quen thuộc với các bác tại thị trường Việt Nam rồi. Thương hiệu ô tô rất là đẳng cấp trên thế giới. Tông màu xanh, nước sơn nguyên bản, do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Bộ chuyển động này là zin theo xe luôn các bác nhé, 8 tầng lít và một đĩa đạp cho 8 tốc độ khác nhau. Và cái hay của cái những chiếc xe gập này là nó sẽ phù hợp tất cả lứa tuổi, tất cả chiều cao, tại vì xuống yên rồi các thứ được rất là sâu, lên xuống rất là cao, kể cả cái phần ghi lông này nó cũng có cơ chế gập đưa lên đưa lên rất là dài như này, thì hầu như là tất cả các chiều cao mọi lứa tuổi đều sử dụng được. Thiết kế rất thông minh, rất nhiều những cái cơ chế có thể cho nó gọn lại một chiếc xe được. Động bộ phanh là bộ phanh V. Đấy, toàn bộ là zin theo xe hết các bác nhé. Tem của xe vẫn còn nguyên đây. Thì bây giờ em sẽ có một cái đoạn video ngắn để hướng dẫn cho các bác cách gập một chiếc xe đạp gập như thế nào. Đây các bác nhé, ở phần phía trên này có một cái lẫy, các bác đẩy cái lẫy này. Khung này nó bỏ cái lấy chốt này ra. Có thể gập đuôi được cái xe vào như này. Rất là nhỏ gọn. Vida này cũng gập được luôn. Đấy, rất là nhỏ gọn này, các bác có thể cho lên ô tô để đi du lịch, trong này đi đạp thể dục thể thao vãn cảnh rất là hợp lý. Thì chiếc xe này đã được bán lên mức giá chỉ có là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các
các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đem lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.